Theo những gì mà tôi biết về tựa game này ấy, thì tựa game này lấy bối cảnh miền Tây và các cái hủ tục thời xưa của người Tây Nam Bộ đấy. Thì chắc là thôi chúng ta vào game luôn thôi nhỉ, để không làm mọi người nóng lòng chờ nữa. Chỉnh to to lên tí này cho đã. Ok. Cho vay tiền mặt trả góp 0983404 1XX, cho thuê phòng 900.000 triệu rưỡi một tám. Wow, rẻ vậy. Này, phòng thuê đâu đấy? Mặt bằng thế nào vậy? Tôi xin một căn hai người được không? Con ông nào mà để cái ở đây đây. Lìn thật. Ok, chúng ta đang dường như ở trong con hẻm. Bà bán gì đấy ta? Bán bánh đúc à? Ok. Muốn ăn cơm trắng mấy giò lại đây mà đẩy xe bò với anh. Tỏ tê rất ca mình. Nào, rõ ràng đã cho âm thanh tổng nhỏ rồi mà. Ủa sao tiếng mưa cho to thế? Quang mẹ cả tai rồi. Phải chi mà mình phát hiện ra sớm. Bi kịch ra đây. À, đây là cái căn nhà này ở bên demo rồi. Mà anh em chờ tôi tí này. Âm thanh có vẻ đang hơi bị nhỏ. Rồi. Im tắt đèn đồ. Ok. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là gì đây? Chúng ta đang cùng căn nhà tạm bỡ. Đây, thế là chắc là vào vai ông chồng tên Minh. Theo mình đọc trên tiểu sử. Website bảo là cái game này bảo thế. Thì là cái ông chồng cái tờ lá báo nãy đấy. Mình là vụ giết người ấy, xong rồi ông chồng là ông ta đầu thú này. Thì đấy, một cái đền thờ này. Không biết là cái gì. Dầu này là nhà mình cũng hay sử dụng thì xài. Chỉ qua demo rồi nhưng mà nhiều khi có mấy cái tiếng động âm thanh là sợ lắm ấy nhá. Đây, ta có gì trong đây đây? Cái võng. Xem xét. E rồi mà. Tí thì chửi game. Ui dồi ôi, giật cá mình. Hút hình. À, đúng là phải theo trình tự rồi. Ok. Không biết. Em xin lỗi các anh, lần sau em không bao giờ chửi em nữa. Ủa ôi, mấy con lăng được siêu nhân thế nào mà mày 3 cây cắm một lúc luôn ạ. Cảm giác, cảm giác. Một thử ngại à? Đây.
sao đây ta? Ảnh ảnh thờ rồi. Holy cow man. Có đi ra ở đây không? Chắc là không, nếu mà theo phần demo là phải đi tiếp được kia. Giờ xem xét mấy cái chìa khóa ở đây chưa? Đến con hết cả hồn. Đã biết người ta yếu bóng vía rồi cứ dọa. Cam mê dùm vãi đái rồi. Có gì nữa không? Đủ ngày luôn anh, xong ngày 17 luôn anh. 17 tháng 4 1983. Đây rồi, thấy liệu đây là cái bài thuốc lần trước này. Bài thuốc sinh con trai trồng cây thuốc mà thầy đã đưa trong vườn nhà gần nơi vợ chồng con ngủ. 13 ngày sau lấy lá thuốc, giã lá thuốc thật nhuyễn, sau đó cho vào nước sôi, đưa cho vợ uống liên tục trong vòng 6 tháng đầu tiên. Đảm bảo sẽ sinh con trai khỏe mạnh thì thứ. Một thuốc thầy lang. Bây giờ chả tin được mũi con nào đâu. Rồi, có thuốc không? Cái thuốc đây là ở đâu ấy nhỉ? Trong vườn nhà, trong vườn nhà. Đây, 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 đây. Thuốc này. Vào trong nhà đây. À đây, thiếu mã thuốc nào. À đây, giã ra đây. Ok. À, thuốc này, mua sổ quên. Thật quá. Ui. Ok, nhận được chìa khóa. Chìa khóa này hình như là được mở cụm này đây. À quên, phải phải sử dụng nữa đúng không? Quay không cần. Chìa khóa xanh biển thế này. Ok. Ui, có cha có ai đây? Tôi có gì? Giờ mình mới để ý là cái cầu cá tra ấy người miền Tây đi rất là nhiều. Khác các với người Bắc mình thì là hồi xưa là đi cầu tiêu, giờ thì đi bồn cầu. Ôi rồi lại bàn thờ này à? 15 tháng 10 năm 1983 à, tức là đi qua từng cột mốc, tức là khả năng là nó giống cái game Silent Hill, tức là cũng sẽ đi vòng vòng lấy vòng, mỗi khi quay lại một cái vòng lặp là sẽ có một cái chuyện gì nó sẽ thay đổi anh thấy kiểu kiểu như vậy. Bùa à, cái gì đây, chúng bùa phép gì đây? Ui dồi. Ok. Bùa. À, lá thư nữa này. Bùa sinh con trai, bùa này cực kỳ linh nghiệm. Thầy của thầy chỉ truyền lại cách làm cho nó một đệ tử duy nhất. Con hãy đốt lá bùa cho vào chén nước và cho vợ con uống. Vẫn là thầy tứ. Ui, bà vợ đấy à? Là nãy giờ cái bóng này là bà vợ đấy à? Nhà người chơi tối hơi sợ đấy nha. Đừng nói thế là chết rồi nhá. À, ok. Còn trong đây nữa cơ mà quên mất. Đây rồi, riêng thống nhất. Ui, bà chị đang đâu đây? Anh em ơi.
Đấy chứ. Cú hỏa giật cá mình. Từ từ mình vẫn đang có ở okay. Thôi. May mà phải chạy lại đấy. Bực hết cơ mình. Đang yên đang lành. Sao lại tự nhiên xăng? Nhà này nhà mày ngày xưa xây trên mồ mả, đó là cấm kỵ. Nên giờ âm binh quy phá, bắt mày tiệt răng tiệt sống. Phong, mày đi lấy đi cho vợ mày có thể sinh con trai. Còn những tâm linh nữa đấy. Cái trò như thế này xoay đúng không? Sao xanh rồi thì lại không hay là khớp hả ta? Eo game ạ, đã xanh rồi thì tha cho người ta đi chứ. Ở đấy lòng ngoan cái cơ chế. À vậy. À nhầm. Ui. Chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi. Sắp sự tích gì sắp xảy ra giữa cầu nhưng mà xem. Cũng là cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi. Giống con mắt thế, hay là ánh trăng vậy? Ừ đi, đây con mắt mà. What? Tự nhiên là có con mắt ở đây. Eo ơi, ghê vậy. Eo ơi, ghê vãi đài. Ui! Sắp scam chúng tôi. Cái game này nó lạm dụng jump scare quá. Nên là nhiều khi thực ra là cũng không phải là sợ mà chỉ bị giật mình thôi. Bớt hồ người yếu tim đi. Nửa đêm rồi đấy. Rồi, chúng ta đang ở đâu đây? Có vẻ như thiếu mạnh bắt quái à? Quái kiếm được đâu ra? Qua trong đấy nhé. À, đây 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 đây. À đâu đây là núi lối... Ốc gì đấy? Đây là chắc là mật mã cho cái gì đấy, vị trí số 3 ghi ghi lại ghi lại ghi lại. À đây là để xoay cái này. Con chim là 4 này, đang đúng này. Con hổ đang là à hay à à thế là chắc là xoay vào giữa, chắc là đoán là xoay vào 4 con này. Vậy thì con chim sẽ là ok đúng không? Ok con này là con
Là tên cá đang là số 3 mà nó đang ở trên thì đúng rồi này. Con này là con đấy thì sẽ xoay về số 4. Còn con này là đang là con hổ xoay số 2. Đúng nhỉ? Ở đấy. Mình mà nhưng cứ vào đi đã xem. Sợ gì đây? Chỉ cần uống cái thuốc này, thiên binh sẽ hiển linh hộ pháp, âm binh sẽ không tác quái nữa đâu. Trước một con trai không tin được không? Thẳng đi con, gần được rồi. Đây rồi, đây là bà mẹ nãy đây này. Đúng rồi. Hay là vì do là không xin được con nên ông này mới giết bà này? Chẳng lẽ được lý do đơn giản thế? À, hay là sinh ra thì qua Là đời. con gái. Trời ơi, Ôi không, đẹp quá. con gái thông hiểu. Là con gái hả? Sao lại là con gái? Hiểu vấn đề rồi. Biết ngay mà bịp ngay, đừng có tin lời thầy lúc lan. Trời ơi, nhưng mà tất nhiên là thời đấy thì kể chỉ có một xanh, tức là thấy là một tí. Rồi, chúng ta nhận được trước chìa khóa màu vàng thì đây. Không, không phải của này à? Rõ ràng mình nhìn chỉ chìa khóa màu vàng hay là do mình bị bỏ vậy? À, cái phòng mật mã này. Này bao nhiêu? 7 tháng 1 1984 là 3 tháng sau. Ok, trước tiên là ghi lại cái này nó sẽ là để trong một cái mật khẩu nào đấy có bốn mấy chữ số đấy. Nhìn lại chắc không biết rồi tuần chắc lắm. Chính là hai có thể thử sức một thêm số ba là gì ở đây 38 này này 982. Lược trước lược ngà để thu đường 6 vừa. Ơi, linh tính không lành rồi. Như là gặp bà vợ cuối đường hầm mất. Mày tôi sợ đâu. Tôi hù lại nó. Biết cái gì nó sẽ đến. Lại đỏ. Bây giờ đường này dẫn đến đâu đây? À. Đã ngu. Ơ, chỉ thế thôi à? Không phải đạn. À, nhưng mà từ từ. Ô, sao lại đạn đây rồi nhỉ? À, nhà thầy tướng à. Không làm phép liền thì tao sợ vợ mày nó khó cưỡng bầu được.
giờ con phải làm gì hả thầy? Vợ chồng con muốn có một đứa con trai để nối dõi, giờ mà không có bầu được nữa thì biết phải làm sao hả thầy? Thầy giúp con với. Thầy, hai vợ chồng bay sống lương thiện, chắc chắn thần linh sẽ phù hộ. Nhận vậy, để thầy ráng làm phép giúp đỡ hai vợ chồng bay ha. Đây, cứ làm theo cách này. Mà nhớ, đừng có cho vợ mày biết nha. Vợ mày nó cần nghỉ ngơi, đừng có để cho nó lo. Hóa giải phong theo, kỷ vật của người mẹ mới sinh con bao gồm mâm đồ cúng, ba nén nhang. Bắt buộc phải dùng con dao đã được tẩm thần dược của ta, lấy ít máu của đứa bé cho vào chén cúng. Nó sẽ giúp cả đứa bé và nghi lễ được thần linh bảo hộ, thành tâm cầu sinh thánh thần. Ok, mã gì đấy? Thực nhi quỷ, lao miên của quốc, bình lửa muôn năm, dân oán thấu trời, có vị quân chủ tu luyện tà pháp. Lùng bắt cô nhi, uống máu ăn thịt, sau bị oán linh chi phối, tẩu hỏa nhập ma, chuyên chuyển sinh thành tà vật. Hình trạng quái dị, da thịt thúi nát, không chân không tay, đi trong hư không, lùng bắt con nít mà ăn, dân gian gọi là thực nhi quỷ. Thực nhi quỷ hoành hoành, mấy trăm năm ăn hơn nghìn người, sau ở Lấm Sơn có vị pháp sư tìm đến thu phục, từ đó dân gian không thấy nữa. Rồi, xem còn mông đục cúng và ba nến nhang đúng không? Mông cúng à, xem có liệu có luận người ta ở đây rồi đúng rồi. Đây, nó có ngay trên tờ, không để ý. Cái này là một rốn ở giữa này. Hai cái thứ hai là hai rốn, hai cái đầu với một rốn ở giữa này. Cái thứ ba là ba cái mông này. Cái thứ tư là một sóng múi này. Ok, rồi. Đâu là cái này đang đúng rồi, quên mất. Thứ ba là bông này, cái này là ngực này. Một chiếc chìa khóa. Con dao cắt lấy máu của đứa bé này. Con dao này đúng là nó rồi. Tên Thư à? Sao hai vợ chồng đó tin ông thầy quá hả ngoại ha? Ông chữa bệnh cho bà con trong xóm, làm phép cũng linh nghiệm lắm, ai cũng nghe theo rầm rắp hết á. Rồi sao nữa ngoại? Tối hôm đó Chấn Yêu Trừ Tà, nơi có nhiều tà khí, ma quỷ hoành hành, cầu xin thần linh ban phúc bảo vệ trước khi thực hiện lễ nghi, nếu không ma quỷ quậy phá tức là sinh mệnh. Rồi, chúng ta sẽ làm khẩn nào. Chưa khẩn được, vậy là đang thiếu cái gì mà eo nhiều đường thế.
Mình đoán là sẽ phải làm theo thứ tự chứ không thể làm vừa được. Ok, từ từ. Tức là bắt đầu từ cái đỏ trước, đỏ, cam, bạc, xanh dương, xanh lá. Đúng không? Tức là nhưng có cái tam giác ở giữa là thế nào chứ? Đây, đừng nói là phải bắt buộc đi đi hết nhé. À, ôi ôi, nó còn có cả trốn ạ. Trời ơi. Sạch việc đây. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Con lạy thiên linh thần tướng phù hộ cho con. Luyện âm binh thiên tướng. Hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn, đêm tối lang thang, bụng thèm miệng khát, áo cơ quần rách, vất vưởng về đâu. Hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, không còn nhang lạnh, thầy cúng áo quần, thầy cúng cơm canh, thầy cho vàng bạc. Hồn hỡi hồn, về nơi thầy không còn vất vưởng, về với thầy có bạn âm binh. Ổ trùng tất sát là một dược liệu hiếm pha loãng với nước, chuyên chữa những căn bệnh nan y. Tuy nhiên phải sử dụng hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được dùng cho phụ nữ và trẻ em. Chỉ một lượng nhỏ hòa vào trong máu cũng có thể khiến đối tượng tử vong. Thầy sắp vô, kiếm chỗ trốn thôi. À đây là thầy tướng. Linh linh, pháp thời các quảng linh linh, chiêu dẫn âm binh ngũ quỷ lai, đạo dự đạo thử pháp thời khai. Ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi thấm thuốc độc vào con dao này, chỉ một vết xước cũng khiến đứa nhỏ chết ngay tức thì. Tự nó giết con nó, không cần ta phải ra tay. Trái tim đứa nhỏ đó sẽ là của ta. Không được rồi, mình phải ngăn anh Nam lại. Ôi, sao lại chọc ngang ngực vậy? Hèn gì? Dán hết cả năm mùa và năm chỗ à? Xong. Hóa ra là chưa hết. Ui! Ui!
đấy. Sợ nha. Eo. Giật hết cơ mình. Ok, mình nghĩ là vẫn sẽ phải đi theo thứ tự. Chết rồi, cái đây. À. Trời ạ, không nhìn rõ, mình lại cứ tưởng theo thứ tự này. Thế là từ từ. Đỏ, bạc. Ok, ok, đỏ, bạc, ok. Ok, mai bà ơi. Mày thấy đỏ, bạc, xanh lá cây, xanh dương, cam. Ok, sorry mẹ mẹ, sorry anh em, tôi lại tưởng vẫn theo thứ tự cũ. Ôi, đéo chạy kịp rồi. Mày thế. Nerds. Ui. Tại sao tôi lại cười người? Sợ. Mặc dù vốn dĩ là không sợ đâu. Ok. Tiếp theo là bạc, bạc. Bạc là theo hướng nào em? Thoát ra mới xem được. Anh tê nhờ. Bực mình. Cho nó lụi hẳn. Sành dương. Eo ơi ghê vãi đái thì thề. Eo ơi tao chưa kịp nhìn luôn đấy. Bực mình thế nhờ. Con này đuổi nhanh thế. Ui. Chưa đi. Xưa nhờ mày. Chưa đi hẳn á. Mẹ. Ôi giời ơi, đợt mẹ luôn rồi. Dùng thời điểm quá trời ơi. Đi quả đần vai lìn. Trời ơi, mẹ mày làm bố mày chết gần chục mạng. Tiêu biến đi. Sợ vai đây. Ok, chưa có một đỏ. Hình như à, từ nãy giờ kéo được. Mình nhầm. Hoặc là không phải nhầm. Mà là nãy giờ mình cùng ở đây, cùng ở đây. Qua từng khu vực khác nhau, tức là mở hết các chìa khóa còn cái kia nữa. Mình mở nốt. Chắc mọi người hiểu ý mình mà. À, mấy con rồng trước này. Để nằm. Đây là ngày 13 tháng 3, 2 tháng sau. Đấy. Thì những cái này là chỉ có một cái cửa ở đây là đi nốt. Đấy, tung cái máy lại như thế. Cái trò chơi lớn có nhiều trò chơi nhỏ. Mì cung à. Chưa mê cung rồi, chưa mê cung rồi. À, thế thì lại liên hiểu rồi, liên quan đến mấy tờ giấy trong nhà. Ok, thế là đi theo thứ tự. Ok, hiểu. Vàng này,
xanh lá cây này, vàng, đỏ, xanh lá cây, vàng nhá, xanh lá cây, vàng, đỏ, xanh lá cây. Rồi. Này, chìa khóa để mở cái cửa buồng này. Nói chung là game thấy khá là cuốn đấy, cũng có mấy cái pha hù dọa hơi giật mình, nhưng chứ nếu mà nói sợ thì cũng không hẳn sợ. À rồi, hiểu, giống cái trò Connect. Cái trò này không khó. Rồi, ok. Làm gì? Không thể làm gì ở trong phòng này được. Rồi, mở cửa cuối cùng. Kéo phòng này nhanh vãi đái. Kéo là chúng ta sắp kết thúc buổi chứ. Úi dồi. Ui, ông Nam. Cho cổ vợ đúng không? Hôm nay là 49 ngày của chị Thư. Anh lo cúng bái xong hết rồi. Đứng trước di ảnh chị mày, anh không thể nào quên cái đêm ấy. Ám ảnh của anh vẫn còn, anh không thể nào sống với tội lỗi này nữa. Xin lỗi chú mày, nhờ chú trông nom bé Lan. Hy vọng ở thế giới kia chị Thư sẽ tha thứ cho mình. Nam. Gặp lại phụ nữ ấy rồi. Đứa con trên tay. Ừ. Thế rồi chị. À chắc là ông. Mình vẫn chưa gặp đứa bé nhỉ. Đây mình vừa cầm lên mà đây là tưởng luôn đấy. Trời không biết trời hơn được. Hơn tiếng rồi anh em ạ. Hình như là sắp kết thúc rồi đấy, sắp hết rồi. Sau đó, đứa con gái của Nam và Thư được Minh Nhận nuôi. Còn lão thầy biến mất không rõ tung tích. À, thấy thương quá ha. Thôi, khuya rồi, con đi về nhé ngoại. Hôm khác con lại ghé ăn nha. Ờ, bay đi về cẩn thận. Nào rảnh ghé bà, không, sao tự nhiên bà chuyển xấu lại nói về tai này xong dạ, rồi. Dạ, ngoại con đi. Chuyện tai này. Thì tôi đoán là nhân vật chính tên là Minh rồi. Và đang có đứa con đấy là ông Nam nhận nuôi. Ồ, chính thức là hết rồi anh em ạ. Game cuốn phết. Lâu lắm rồi được một cái tựa game nó hay như thế này. Vâng, và như vậy đó là tất cả về tựa game Cỏ Máu bản full. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu anh em thích thì đừng quên để lại cho mình một like, một sub và nó có thể hãy chia sẻ video này để mọi người có thể biết tới kênh của mình. Đó là Hiếu Lê Manusian nhá. Còn bây giờ video cũng đã khá là dài rồi. Xin chào tạm biệt anh em và hẹn anh em ở những video sau của mình nhá.